chào các bạn. Bây giờ đang là buổi tối, mình vừa mới ăn tối xong. Đoàn đi đằng trước rồi, mình vừa mới tìm thấy một con cóc mày. Tại sao lại gọi nó là cóc mày đúng không? Tại vì ở hai bên mí mắt của con cóc này nó sẽ có hai cái nhọn lên, gọi là hai cái sừng cũng được, hoặc là gọi là hai cái mí mắt nhưng mà nó nhô cao lên. Thường mấy anh em mà ở đây này, anh em sẽ không bắt và ăn con cóc này tại vì nhìn nó rất là ghê. Nhưng mà mình thì mình thấy nó là một cái loài lưỡng cư rất là đặc biệt. Để bây giờ mình quay lại gần cho các bạn xem cái sinh cảnh sống, cái tư thế ngồi trong tự nhiên của con cóc này như thế nào. Xong rồi lát nữa mình sẽ bắt ra cho các bạn xem. Nhưng mà nó có một cái nữa là ở trên con suối này này, nó có một cái loại cóc gọi là cóc mắt trung gian rất là to. Gọi nó là cóc nhưng mà nó là một cái loài sống hoàn toàn ở dưới nước luôn. Nó sống ở một cái khe và con cóc này thì nó không nhảy. Mỗi lần mà gặp mối nguy hiểm, gặp mối đe dọa nó sẽ lùi vào trong hốc đá. Nó rất là hay luôn. Xung quanh đây có rất là nhiều cóc mày đang kêu nè các bạn. Hót giống như chim vậy đó. Để mình bắt cái con cóc mày này ra cho các bạn xem ha. Đây cho các bạn coi nè. Đây là con cóc mày này các bạn. Thì các bạn sẽ thấy con cóc mày này nó sẽ có hai cái mí mắt cao lên. Lúc nãy mình hỏi anh bạn mình thì anh bạn mình nói là hâu là cái sừng ấy. Ở trên mắt nó có hai cái sừng. Nhưng mà ở Việt Nam thì gọi những cái loài cóc mà giống như thế này thì gọi chung là cóc mày. Còn trong đó có rất là nhiều loại cóc mày nữa. Này các bạn coi nè. Bên trong mắt thì màu cam này. Nhìn hay ha. Thấy chưa? Ngoài các cái con cóc mà ở xung quanh nhà các bạn á thì nó sẽ có rất là nhiều các cái loại cóc khác nữa ở trong môi trường tự nhiên. Các bạn ít thấy là vì những cái loài này nó chỉ sống ở trên núi, sống ở những con suối mà nước có nước chảy quanh năm thôi. Thì đây là những cái loài mà nó dễ bị tác động bởi con người lắm. Khi mà cái đoạn suối này mà nó bị bẩn do rác thải đó thì con cóc này nó sẽ không có sống được. Ok đi ha. Bây giờ đi theo mọi người thôi, mọi người đi đằng trước rồi. Ok đi. Chuyến này đi 2 ngày 2 đêm. Thì đây là cái đêm đầu tiên mà ở trong rừng này. Hôm nay thì có mình nè, Huy, chắc mọi người biết rồi đúng không? Bên kia là Bảo. Bảo thì làm về bên các cái bể bán cạn thủy sinh. Hôm nào mà có dịp mình sẽ sang bên store của Bảo để mình giới thiệu cho các bạn xem. Bên đó có một cái store mà có những cái tiểu cảnh build lên rất là đẹp. Để hôm nào mình có dịp rảnh sang mình làm một nội dung về cái phòng trưng bày của Bảo. Còn bên kia là Chris, bạn hay đi soi rắn chung. Bây giờ mấy anh em đang ngồi ở đây nghỉ uống nước, trên kia còn rắn. Đây là một cái khu vực mà có rất là nhiều rắn lục. Rắn lục mà đuôi không màu đỏ, gọi là rắn lục đuôi xanh đi, hay còn gọi là rắn lục miền Nam. Để Bảo móc rắn nó xuống cho mọi người coi nha, tại vì con rắn nằm ở trên hơi cao ấy. Bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi, hôm nay đi muộn nên là đi soi cũng muộn. Đây là con rắn thứ hai hay là thứ ba nhóm gặp rồi đó, nhưng mà đây là con rắn đầu tiên mà dựng máy lên để quay. Tại vì lúc nãy mọi người cũng tương đối mệt rồi nên là để mọi người đi soi trước, xong rồi sẽ quay video sau. Vì nếu mà quay thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian của mọi người. Nên là mình sẽ khi nào mà mọi người nghỉ uống nước hoặc là đã soi được một số rắn rồi á thì sẽ quay cho mọi người xem. Con rắn nó rơi xuống dưới gần gốc cây rồi mọi người. Cái cây này mình không biết là ở khu vực này thì gọi là gì, nhưng mà bình thường thì hay gọi cây này là cây mật cật hay sao ấy. Cái cây này thì Trung Quốc hay thu mua để làm các cái sản phẩm liên quan đến đũa hoặc là đồ mỹ nghệ mà liên quan đến chén bát đũa đó. Thì cái sớ của cái cây mật cật rất là đẹp. Đây này, con rắn lục này thì gọi là rắn lục miền Nam này mọi người. Con này thì nó có cái màu xanh xanh lá cây đó, nhìn đẹp hơn rắn lục đuôi đỏ đúng không? Nhưng mà nó có cái đuôi màu xanh. Nhưng mọi người thấy đó, cái đuôi của con rắn này nó không có một chút xíu màu đỏ nào luôn. Ồ, con rắn này nó đang sao nó lấy cái đuôi nó quấn vào cái đầu vậy? Tại vì chắc là nó đang ở trên cao, mình móc nó xuống ấy. Con rắn nó đang thè lưỡi ra để nó nếm trong không khí. Tại xung quanh đây có rất là nhiều con người xung quanh một con rắn. Lấy dao hả? Con phòng thủ nó phi vào mặt em. Bị cắn cho mày sứ giả thường xanh nó 10 ông cứu không được.
Đâu có, cái đó bác sĩ cứu chứ. Thôi bây giờ sẽ đi tiếp, bảo đưa lại gần để cho mọi người xem con rắn lục xanh đuôi xanh với bạn. Tại vì bình thường ấy, các cái nội dung trước toàn làm về rắn lục xanh đuôi màu đỏ không à. Còn cái nội dung hôm nay này, đây là cái khu vực mà nó thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng ấy. Thì ở trên cái khu vực này nó có rất là nhiều rắn lục có cái đuôi màu xanh như thế này nè. 6-7 loài rắn lục mà mình giới thiệu cho các bạn trước đây ấy, thì đa số các cái loài đó cái đuôi nó đều màu đỏ hết. Còn chỉ riêng cái loài này nó có một cái đuôi màu xanh luôn. Thành ra là nếu mà mọi người mà gọi chung cái chi này là rắn lục xanh đuôi đỏ thì nó sẽ không chính xác. Tại vì có một cái ví dụ điển hình ở trong cái chi này nó không có đuôi màu đỏ ha. Thì nói chung là nhìn sơ qua hình thái thì mọi người có thể gọi đó là rắn lục cũng được. Nhưng mà nếu mà gọi chung hết là rắn lục xanh đuôi đỏ thì nó sẽ không chính xác tuyệt đối á. Thành ra là khi mà mọi người không biết thì thôi, nhưng mà khi mà biết rồi thì nó sẽ hơi phức tạp một chút xíu. Con rắn này nó vừa mới ăn cái gì xong á. Các bạn thấy cái bụng nó, ấy da, xém thì ngã. Nè, cái bụng đang ăn một con gì á, có thể là một con nhông. Tại vì cái chiều dài của cái con mồi này nó nằm gần xuyên suốt cái cơ thể con rắn luôn này. Thường bây giờ là 2 giờ sáng rồi, thường các loại rắn lục này nó đi ăn rất là sớm. Khoảng thường nhập nhoạng tối thì cái loại rắn lục nó đã bắt đầu đi ăn rồi. Thì bây giờ khoảng 2-3 giờ sáng thì rắn lục nó đã ăn mồi và nó bắt đầu đi nghỉ rồi. Nó sẽ tìm một cái vị trí cao hoặc là có bị các loại ăn mồi khác đe dọa và nó nằm ở đấy nó nghỉ. Trong vòng 2-3-4 ngày tới thì con rắn nó sẽ chờ để cho cái thức ăn này nó tiêu hết. Xong rồi bắt đầu nó sẽ đi ăn con mồi tiếp theo. Vì vậy nên là mình đang làm phiền con rắn ha. Thôi để bây giờ đi soi tiếp đây, không có làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Này mọi người coi này, cái phần bụng này nó to lên rất là nhiều. Ok vậy ha. Hẹn gặp lại mọi người khi mà tìm thấy con rắn tiếp theo ha. Để mình thả cái bạn rắn này ở thấp thấp đi, xong rồi để bạn tự bò lên nha. Ok. Con rắn nó đang nằm ở trên một cái tàu lá. Nó đang enjoy cái moment này. Và thế là bị mấy người lôi nó xuống. Ok vậy ha, đi tiếp. Ở bên kia có một con rắn đây các bạn thấy không? Màu xanh xanh đó. Thường đi ban đêm các bạn sẽ thấy rắn nó sẽ nằm ở trên mấy cái cành cây màu xanh như vậy đó. Con rắn nó đang nằm ở trên một cái cành lá của cây dương sỉ vua. Cái cây đó hay gọi là king fern. Fern là dương sỉ, còn king là vua dương sỉ. Tại vì cái cao độ ở chỗ này nó khoảng tầm 500-600 mét so với mực nước biển, nên là cái cao độ này với cái nhiệt độ này nó phù hợp cho các loại dương sỉ lắm, nên xung quanh đây toàn là dương sỉ không à. Đây này, đây các bạn coi này, ở đây có cây dương sỉ thân gỗ. Cây này thì hay bị khai thác để làm giớn trồng lan ấy. Đây là một cây nhỏ thôi, tại vì cái khu vực này giớn, tức là cái cây dương sỉ thân gỗ này đã bị khai thác rất là nhiều năm rồi, nên là bây giờ nó chỉ còn những cái cây nhỏ như này thôi. Còn mấy cây mà to khoảng tầm đường kính nó khoảng tầm 20-30 cm thì người ta đã cưa và người ta xả ra thành từng miếng một để bán cho những người trồng lan ấy. Cái trào lưu trồng lan trước đây ấy, khi mà trồng bằng các cái giớn này thì người ta thấy lan phát triển rất là nhanh, nhưng mà sau khoảng 1-2 năm thì bắt đầu cái giá thể nó bị mục đi, thì người ta sẽ thay bằng cái giá thể khác. Thì bây giờ người ta có rất là nhiều các loại giá thể khác rồi, nó sạch và cái thời gian sử dụng nó lâu hơn, nên người ta không có sử dụng giớn nữa. Tại vì giớn ấy, nó ngậm nước rất là nhiều nên nó dễ làm cho cây lan bị dư nước ấy. Thì mình phải hiểu được cái tính chất của cái giá thể đấy thì mình mới chăm cây lan nó không có bị úng rễ. Tại vì khi mà úng rễ cây lan nó sẽ bị chột thôi. Quay lại chủ đề rắn đi ha, mình lại lan man rồi. Lan man sang cả dương sỉ rồi sang cả lan nữa luôn rồi. Thì con rắn lục miền Nam này hay còn gọi là rắn lục Vogel đó, rắn lục mà đuôi xanh, thì nó cũng giống như là cái bạn rắn lúc nãy mà mình quay cho các bạn coi. Nhưng mà đây là một bạn rắn đực. Bạn này thì không ăn mồi, lúc nãy đang ở trong cái tư thế chờ mồi nên là bạn ấy nằm rất là khuất. Mình không có tìm thấy, Huy tìm thấy. Lúc nãy anh cũng đi cái đoạn đó, anh cũng quờ tay ở bên đó rồi đó, phát đường cho mọi người đi mà anh không nhìn thấy con rắn luôn. Con này cũng kích cỡ tối đa rồi đó nhỉ. Con đực này chắc bự nhất rồi. Đực cỡ này là hết cỡ rồi đúng không? Tại
bên kia có con cóc mày nó đang hót kìa. Đó là tiếng con cóc đó các bạn, chứ không phải là tiếng của con chim đâu. Các cái con suối ở đây ấy, con cóc mày nó có một cái mí nhọn nhọn lên, nó hót rất là hay, và nó kêu. Mình quen miệng mình hay gọi là nó đang hót, nhưng mà thực ra nó đang kêu ấy. Này các bạn coi nè. Cái khu này nếu mà cái chuyến đầu tiên mình đi thì 2016 hay 2017 vậy thầy? 2017. Từ 2017 thì mình với Huy đã đi cái khu vực này rồi. Đây là cái khu vực mà cuối dãy Trường Sơn ấy, ở trong phía Nam này này. Thì đây là một cái khu vực mà rắn này, bò sát, lưỡng cư, nói chung là rất là đa dạng luôn. Cái khu này rắn rất rất là nhiều loại đẹp. Có một cái loại rắn mà mình còn chưa nhìn thấy ở ngoài tự nhiên đấy cơ. Rắn đó là con rắn Nguyễn Văn Sáng. Con rắn nó được hình như được anh Nguyễn Văn Sáng tìm thấy đúng không? Xong rồi đặt tên con rắn là tên mình luôn nhỉ? Người khác cũng hay đặt tên vinh danh. Hình như là người khác đặt tên cho con rắn đấy, lấy tên của anh Nguyễn Văn Sáng để vinh danh cho cái sự cống hiến của anh ấy đối với khoa học nghiên cứu. Con rắn đó thì bạn của Huy tìm thấy một lần. Mình nhìn thấy ở trên video của một người bạn chia sẻ trên Facebook một lần. Con rắn nó bò vào trong nhà. Còn mình chưa có nhìn thấy ngoài thực tế ở ngoài luôn ấy. Nếu mà có dịp thì sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Này. Đây là con rắn lục xanh đuôi xanh đó. Vẫn là con rắn lục miền Nam lúc nãy mà mình giới thiệu cho mọi người đó. Tại vì cái khu vực nào mà cái sinh cảnh nó phù hợp với cái loài rắn nào là nó xuất hiện miết luôn à. Thường thì cái khu vực này mình sẽ gặp con rắn lục miền Nam đúng không? Rắn ăn sên, rắn sải, rồi con gì nữa nhỉ? Lục núi cũng có này. Lục núi thì chắc các bạn ít thấy, nhưng mà mình sẽ ở đây khoảng tầm 2 đêm 3 ngày. Nếu mà mình tìm thấy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi. Lục núi thì nhìn nó giống như rắn chằm quạp vậy đó, nhưng mà cái cơ thể nó ngắn hơn và nhìn nó mập hơn. Nhìn rất là thú vị, rất là hay. Ở Việt Nam có tới 240 mấy, gần 250 loài rắn lận, nên là giới thiệu với các bạn vài năm cũng chưa hết nữa. Trong các cái chuyến đi thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Nên ở trong tự nhiên thì con rắn nó sẽ hay nằm ở trên các cái cây dương xỉ thân gỗ hoặc là dương xỉ vua như mình vừa mới nói cho các bạn biết đó. Đó, nếu mà nhìn qua camera các bạn cũng sẽ thấy à, khi mà cái ánh đèn nó chiếu lên á, thì các bạn sẽ thấy bụng của con rắn lục nó rất là xanh luôn, nó rất là tương phản luôn á. Rắn lục nó di chuyển ở trên cây rất là nhanh. Con rắn là con rắn thứ tư rồi, 2 giờ sáng rồi. Bây giờ sẽ đi tiếp xong rồi. Nếu mà gặp loài nào thì ghi hình cho các bạn xem. Hôm nay tương đối mệt, cắm trại rồi nấu ăn ở phía bên dưới kia, xong rồi lội ngược suối lên đây. Lúc nãy là đo là được cái trip này là mấy 0.4 dặm là mới được con. Vậy thì mới đi được con. Thôi ít con không nói đâu. Chưa được cây số nữa. Chưa được cây số nhưng mà leo núi mệt lắm. Tại vì con suối này nó là một con suối đá, suối ngầm. Nước nó sẽ chảy róc rách vậy đó. Nhưng mà mình sẽ phải đi zigzag lên các cái tầng đá. Nó rất là mệt. Rồi cây mục rồi rêu nữa. Nó rất là mệt. Ok, bây giờ đi xuống nha. Đi cái đoạn suối này rồi. Khá là xa rồi. Gần lên đến đỉnh suối rồi. Quyết đã đặt mục tiêu tối hôm nay sẽ tìm ra con rắn tre đỏ. Còn mình thì muốn tìm thấy rắn lục núi. Nhưng mà hôm nay thời tiết không được thuận lợi cho lắm nên chưa tìm thấy rắn tre đỏ mà cũng không có tìm thấy rắn lục núi luôn. Lúc nãy Chris đi vòng qua đây, con rắn đang nằm ở trên cái cành cây. Hai anh em đang nói chuyện là sao rắn Red Bamboo cũng không thấy mà rắn lục núi cũng không thấy luôn. Cái nhìn xuống dưới chân thấy con rắn đang nằm ở bên cạnh chân luôn. Bên cạnh chân luôn chứ không phải là xa luôn. Rắn đang nằm trên cái cành đó, Chris thì dẫm lên cái cành. May mà con rắn nó không có bị, cái cành nó không có chuyển ấy, không có bị kẹt đuôi hay người con rắn không là bị cắn rồi. Mọi người nghe thấy gì xung quanh đây không? Đây là tiếng của mấy con cóc mày đó. Ở đầu video mình có chèn một cái đoạn video mà con cóc mày nó đang kêu đó. Nghe như tiếng chim hót đó ha. Bên này có một con này. Bên kia có hai con. Ở đây chắc phải có 2-3 con gì đó đang kêu cùng một lúc. Đến mùa sinh sản thì sẽ nghe thấy tiếng cóc mày nó hót ở khắp nơi như thế này nè. Con cóc mày này nó hay lắm, nó có cái âm thanh 3D, ví dụ nó kêu, nó nằm ở một chỗ nó kêu, nhưng khi mà mình
mình lắng tai mình nghe thì mình sẽ không tìm thấy nó đâu. Tại vì âm thanh nó sẽ phản xạ vào đá, vào cây rồi bắt đầu mình mới nghe thấy. Nên cái việc mà tìm cái con cóc mày này này nó cũng không có dễ dàng lắm. Ví dụ là bạn sẽ phải ngồi xuống xong rồi bạn xoay qua hướng này bạn nghe, xong xoay qua hướng kia nghe nữa, xong xoay qua hướng kia nghe nữa, thì lát nữa mới nhìn thấy cái góc chính xác mà con cóc mày nó đang ngồi. Con cóc mày nó nhỏ lắm, bằng đầu ngón tay trỏ thôi, nhìn kỹ mới thấy. Có nhiều con thì màu vàng, con màu đỏ, con màu xám, nói chung là đa dạng màu, có rất là nhiều biến thể. Ê, đây là con rắn lục miền Nam đực nha, quên nói với các bạn. Con rắn này có cái đuôi màu xanh luôn này, khác lục xanh đuôi đỏ chút xíu là cái đuôi nó màu xanh, còn hai cái mắt nó cũng màu vàng luôn. Lát nữa quay gần lại cho các bạn coi ha. Bây giờ đi lên tiếp, đi khoảng chắc khoảng không đến một cây số nữa thì đoạn trên kia có cây đổ chắn ngang rồi sẽ không đi được nữa, thì lúc đó sẽ đi quay xuống. Thì bây giờ sẽ đi tiếp tìm xem có loài động vật nào không, quay cho các bạn coi tiếp ha. Vậy các bạn ha, nội dung đến đây là hết rồi, tại vì hôm nay chạy muộn nên là mọi người cũng rất là mệt rồi, thì bây giờ sẽ đi về trại ngủ, rồi sáng mai mình sẽ đi khảo sát và đi một cái tuyến suối khác, hy vọng sẽ tìm được các loại rắn khác để ghi hình cho các bạn xem. Mời các bạn xem cái bạn cóc mày này đang nằm ở bên bờ suối này, rồi bạn ấy hót để dẫn dụ các cái con cái về chỗ bạn ấy. Bạn ấy nhìn lại ha. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo. Bye bye.